bao quy lớp gì? Chắc là ngồi chồng. Ờ, xong kì, hả bà? Thì có gì vậy chị? Hay em bếp ổ bệnh. À, các ngồi sáng kì chị? Các ngồi sáng nào? Bên chuyên cung ạ? Dạ bội. Nghe đi đi chăm bác ngang à? Rồi sao? Hay à, giờ sản xuất nó không tiền luôn, đi cô bán chỉ là tăng rồi cho vậy đó hả? Mẫu hộ con nhà mày à? Ê, dạo à, dạo à. Anh đây có. Đi đâu? Kéo rồi à, tay quắt luôn này kìa. Cái dầu hồng có dùng nhiều à? Hay quá, cho nó hồng à. Dầu nạp hồng có dùng nhiều à? Không xong xây dựng. À, dớ, sau sẽ kêu hạ chí xin. Không có hạ. Hạ chí xin. Ở đây thì chế lượng, dịch lượng kiểu như thế suy nghĩ. Thầy ép phần xăm được không á? Đi rồi xong giống kia rồi. Xong giống chưa mà. Giống kia. Giống kia. Giống kia. Cái gì. Nghe thế sạch nghe. Có thể dùng những cái cao vào bài này. Như Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
我第一日有啲輕嘅。兩個腎啦。兩個啊。蛋啦。黃金蛋。黃金蛋三隻啦。黃金蛋。四隻啦。四隻係嘛？你今朝你喺呢度都幾犀利啊！睇睇仲有冇其他？得耐啊！今朝一早出嚟已經係黃魚落波噶啦，後屘又再嚟。幾隻？全部347。你個腎係咪已經切咗啦？係啊，針一次。即係網上平時嗰啲啊，仲有冇其他？淋啲，呢啲淋啲，嗰啲骨嚟㗎，嗰啲肌肉嚟㗎嘛。要骨啦，骨啦，唔可以肌肉啦。要幾隻？一隻兩隻？一隻梗係唔夠啦。一隻兩隻咯。呢個係仔嚟㗎，係仔嚟㗎，唔要嗰個啦。減咗個省。唔係，同埋減咗少少呢個。啊，係啦。399。399啊！哦，因為佢又大仔。係啊，係啊。唔好切一次，啲三個針一次都咪流曬啲嘢咯。唔呢啲一切都切唔切到啊？有冇其他啊？